Trong hai ngày 23 và 27 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với U22 Việt Nam. Đây là cơ hội hiếm hoi trong năm 2020 mà huấn luyện viên Park Hang-seo có cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượng cầu thủ dựa trên những trận đấu cụ thể. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra rằng vị huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội bóng nào trong hai trận đấu giao hữu kể trên. Theo đó, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh chia sẻ, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải bao quát cả hai đội. Ông Park sẽ có sự phân công các trợ lý của mình để nắm các đội tương ứng. Một chi tiết khác, nói theo luật FIFA hiện tại, mỗi đội được phép thay 5 cầu thủ. Nhưng trong trận đấu do một liên đoàn bóng đá quốc gia tổ chức, thì số lượng người được đưa vào sân có thể điều chỉnh sao cho hợp lý nhất, nhằm tránh gián đoạn trận đấu và đảm bảo mục tiêu kiểm tra nhân sự cho cả hai đội tuyển. Hiện tại, ngoại trừ tiền vệ Nguyễn Hải Long của câu lạc bộ Than Quảng Ninh đang gặp chấn thương, 35 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam được triệu tập đang tích cực tập luyện tại VFF. Trong khi đó, vào ngày 18 tháng 12, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ hội quân. Đây cũng là đợt tập trung lần thứ tư trong năm nay của lứa cầu thủ U22. Nhiều khả năng trợ lý Lee Jang-jin sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, còn trợ lý Kim Han-jun sẽ nắm quyền chỉ đạo lứa đàn em, giống như thời điểm tổ chức đá nội bộ trong năm 2019. Trong khi đó, tại các địa điểm tổ chức hai trận đấu giao hữu kể trên, đặc biệt là Phú Thọ đang gấp rút hoàn tất các khâu để chuẩn bị cho trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé. Căn cứ điều kiện thực tế, ban tổ chức trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé. Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch Phú Thọ chia sẻ, ngay từ khi nhận quyết định đăng cai tổ chức, chúng tôi đã lên các phương án về an ninh, an toàn cùng đội ngũ tham gia tổ chức trận đấu được diễn ra thành công nhất. Việc khán giả mua vé vào sân được dự báo sẽ đông, nên chúng tôi sẽ bố trí các lực lượng đảm bảo mọi quá trình diễn ra thuận lợi, không bị mất trật tự. Một thông tin được rất nhiều khán giả quan tâm, đó là bản quyền truyền hình hai trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 lúc 18 giờ trên sân vận động Cẩm Phả và ngày 27 tháng 12 lúc 17 giờ trên sân vận động Việt Trì thuộc về Next Media, được trực tiếp trên kênh On Sport VTC3, fanpage YouTube Next Sport và các đài truyền hình khác tiếp sóng.